chúng ta lại gặp nhau và mình chia sẻ với các bạn cái chủ đề sáng nay. Mình tạm đặt cái tên là kiếm tiền chục triệu mỗi tháng dễ như chơi. Và bạn nào mà đang loay hoay không kiếm tiền được, lương tháng vài đồng, ba cọc ba đồng mà bạn nghe cái câu này thì có lẽ bạn hơi sốc. Bạn có thể là nói mình nói xạo, nhưng mà thực sự mà mình nói xạo để làm gì? Cái này là cái việc mà thế giới ngày hôm nay chúng ta rất là dễ làm. Các bạn biết là từ khi mà có internet ra đời á, thì các bạn đã dùng internet là các bạn biết rồi. Google nè, Facebook nè, Zalo nè, YouTube nè, hàng loạt các cái trang mạng xã hội khác, thậm chí kể cả email, kể cả bạn lên trang ra vặt và diễn đàn. Nếu mà bạn kiên trì, bạn làm đúng cách thì bạn sẽ có thu nhập. Mình kể có một bạn cách đây 4 năm, bạn làm ở một cái tổng đài viên, chuyên tổng đài viên của Viettel á các bạn, chuyên ngồi tư vấn khách á. Thì ban ngày đi làm, buổi tối thì bạn mới về, thì tổng đài viên mà hồi đó lương tháng 5-6 triệu, bây giờ chắc có 7-8 triệu gì đó, và có gia đình nữa nên là bạn muốn kiếm thêm thu nhập, rồi lang thang lên trên mạng tìm lớp này tìm lớp kia, rồi xong các bạn mới biết tới cái khóa học của mình, rồi bạn đi học. Khi đại học bạn hiểu về online rồi thì mình mới bạn đó tên là bạn Lý, bạn mới hiểu về online, rồi xong cái học rồi mới hiểu về cái cách sử dụng website Facebook rồi này kia. Thì sau đó bạn mới biết rằng là mình phải cần tìm một cái gì đó để mình kinh doanh. Và bạn có một cái nghề là nghề làm mấy cái đồ cho trẻ em á các bạn, cái cài cái tóc này, cái nơ tóc, cái vòng cho trẻ em, dành cho mấy đứa bé nó, em bé nó lớn rồi treo trước cái nôi để cho nó vui á. Và sinh nhật bé rồi ba mẹ mua đó. Thì bạn về, bạn biết cách, rồi bạn lập 100 blog, bạn chia sẻ, bạn làm những cái gì đó. Phải kiên trì các bạn, lúc đầu là không có khách đâu, phải kiên trì hết vài tháng. Bạn làm blog, bạn chia sẻ, bạn viết bài trên đó. Thì một ngày nọ tự nhiên có một người vô inbox và gõ comment ở dưới đó, và nói chuyện với bạn là họ muốn mua cái đó. Thì bắt đầu là bạn mới đi giao, bạn mới đi giao hàng, rồi lần tới khách nhiều lắm. Rồi lần rồi bạn đi giao. Có cái trường mầm non kia đặt bạn một lúc vài trăm cái luôn, bạn làm không kịp thì nhờ người khác làm. Bây giờ thì sau 4 năm thì cái công việc nó nhiều lắm rồi. Bạn vẫn còn làm cho Viettel nhưng mà cái công việc ở nhà này nó rất là bận rộn, bởi vì cần có nhiều đơn hàng để đi làm cái công việc này. Cái thu nhập của bạn á, bây giờ từ cái việc này nó cũng giúp cho bạn 7-8 triệu một tháng, cộng với cái trường tiền lương làm cái nữa thì cũng được đến tháng 10 mấy triệu. Tuy nhiên là bạn này bạn chỉ làm thêm thu nhập thôi, chứ bạn cũng chưa có dám bứt phá ra làm kinh doanh. Cái lúc này mà bạn dám bứt phá ra làm kinh doanh để mở một cái doanh nghiệp riêng, cái thương hiệu riêng, thì nó rất là tuyệt vời, bởi vì bạn đã có bước chạy đà quá tuyệt rồi. Và mình kể một cái câu chuyện của bạn khác, là bạn tên là bạn Minh Huệ. Thì bạn Minh Huệ thì cũng là dân văn phòng. Lúc đầu thì cũng không biết làm cái gì. Tuy nhiên sau khi hiểu được á, và đặc biệt là bạn là mẹ nữa, bạn là mẹ của hai đứa bé, nên khi hiểu được á thì đi học cái chương trình mình, bạn về bạn hiểu được thì bạn lập một cái trang web là chuyên cho thuê đồ chơi cho em. Bạn nào mà có em bé thì các bạn biết là trẻ em nó lớn lên thì nó rất cần đồ chơi A, đồ chơi B, và đặc biệt của trẻ em nó chơi vài bữa nó chán. Các bạn thấy không ạ, mình mua cái đồng hồ này cho con gái mình này, nhưng mà nó chơi vài bữa cái nó chán. Các bạn hình dung ra nhiều lắm, nhà mình có đồ chơi nhiều lắm. Thì bạn mới hiểu vấn đề đó, mà những gia đình mà thu nhập không cao thì thật sự mua một món hàng cho bé về bé chơi cứ mấy bữa, thậm chí có món hàng bé chơi dựng toàn là bé qua này, thì các bạn thấy nó phí ghê không? Rất phí. Kể cả nhà có thu nhập khá nữa cũng không làm vậy được, tại vì nó phí quá. Bé nó chơi không có đồ chơi thì không được, nhưng mà có đồ chơi thì nó chơi vài bữa là nó ăn. Nên là bạn mới gì lập một dịch vụ là cho thuê đồ chơi cho em, và nhiều người biết rồi tới thuê, nhờ thông qua online thôi.
rồi tới thuê. Đó. Và khi thuê như vậy thì phải đặt cọc. Đó. Ví dụ như là cái này là 200 ngàn này, thì người đó phải đặt cọc là 200 ngàn rồi thuê, cứ tính theo tuần thôi, cứ một tuần là bao nhiêu tiền đó thì người ta phải đặt cọc hết 200 ngàn luôn. Thì bạn cho thuê nhiều, cái chính cái việc đó đó, cái tiền tiền thuê, bạn lấy cái tiền thuê đó là bạn đi mua tiếp à, và bạn đầu tư cho tới giờ hơn 3 năm thì bạn nghỉ hẳn cái công việc văn phòng rồi bạn ra làm nhiều dịch vụ cho thuê không ạ. À, thu nhập bạn khá cao, bạn này thì thu nhập khá cao. Bây giờ bạn cả một nhà trò chơi và hết này bạn đi thu hồi chỗ này, về nhà vệ sinh sạch sẽ đi, rồi bắt đầu là cho đi thuê cho khác liên tục, bạn và ông xã bạn cùng làm từ một cái việc dịch vụ cho thuê thôi. Rồi có những cái người ta cần thì người ta lại mua, rồi là mình giúp người ta đi mua. Nói chung là cái công việc càng ngày nó càng phát triển ra. À, một bạn khác thì bạn có cái nghề làm handmade, cái nghề làm handmade tức là bạn tạo ra cái con thú nhồi bông rồi cái áo gối rồi này kia đó. À, thì lúc đầu là mình mới nói là bạn tập lập ra một cái trang web ở trong nước đi, rồi bán hàng, rồi làm những đoạn video chia sẻ lên YouTube, rồi trong nước bạn bán được, bạn bán tức tắc tức tắc tức tắc tức tắc, bạn bán tốt lắm các bạn. Rồi xong cái mình nó chỉ cho bạn cái cách, tại bạn bạn này biết cái tiếng Anh nữa nên mình chỉ bạn là cái cách ra bán ở các trang web nước ngoài, mà ở bên nước ngoài á thì họ cái nhóm người Anh á, họ cái nhóm mà nói ngôn ngữ Anh á thì thu nhập của họ khá mà, nên họ mua cái này có giá cao lắm. Cái giá nào mà thấp nhất của bạn cũng, cái mà thấp nhất của bạn cũng được 15 đô cái bạn thấp 10, nói chung là trên 10 đô á, có cái thì ba mấy đô rồi à, và cứ từ Việt Nam rồi gửi đi khắp thế giới thôi, gửi tiền người ta thanh toán qua cái PayPal, các bạn cái có cái kênh thanh toán PayPal, rồi bên kia người ta nhận được hàng thì người ta approve thì được thanh toán à, và hiện tại thì bạn này thu nhập khá tốt, rất tốt à, bạn cũng đã nghỉ làm luôn rồi, bạn ra bạn mở cái công việc và bạn này thì bạn dự định làm lớn. Vậy thì cái cách làm online như thế nào? Trước tiên là bạn phải chọn cho mình một cái sản phẩm, chọn cho mình một cái sản phẩm, bạn phải có cho mình một cái sản phẩm. Sản phẩm nó phải là cầu kỳ gì đó đâu, có những bạn các bạn biết, bạn bạn chọn sản phẩm từ tỏi Lý Sơn, có những bạn chọn sản phẩm mật nho ở Ninh Thuận, ok, có những bạn thì chọn dừa sáp ở ở ở Trà Vinh, tùy, nói chung rất là nhiều. Có những bạn thì chọn cái hoa atiso ở Đà Lạt, các bạn tùy, nhiều bạn lắm. Quan trọng là chúng ta phải có cho mình một cái sản phẩm rồi chúng ta bắt đầu. Hoặc là có bạn thì chọn gà ta ở quê, có gà ta rồi mang vào Sài Gòn bán, tùy, nhiều. Chọn cho mình một cái sản phẩm, sau đó chọn cho mình một sản phẩm rồi thì bạn phải xây dựng cho mình một cái kênh. Bây giờ là Facebook có rồi, phải biết cách dùng Facebook. Chúng ta cứ đăng lên thì đâu được, chúng ta phải có khả năng kết bạn, chúng ta phải có khả năng chia sẻ bài viết, chúng ta có khả năng hình ảnh. Chúng ta làm cho nó lan tỏa ra, làm cho nó lan tỏa ra, phải biết cách làm cho nó lan tỏa ra, chứ không phải chúng ta chia sẻ là có người mua, làm cho nó lan tỏa ra. Website cũng vậy, chúng ta biết cách thì tự nhiên nhiều người biết. Facebook cũng vậy, không biết cách thì không nhiều biết. Các bạn cần phải đi học những cái kỹ năng đó. YouTube đồ cũng vậy. Sau đó chúng ta phải định giá sản phẩm. Thì các bạn biết là giá sản phẩm thì nó bán online mà. Lúc đầu các bạn chưa quen thì bạn bán, mà bạn chọn cái giá mà khoảng chừng vài chục cho tới vài trăm ngàn thì các bạn rất là dễ bán, rất là dễ bán đó. Rồi chúng ta vừa bán online rồi chúng ta cũng bán offline nữa, tập luyện bán cho những người quen, người hàng xóm. Rồi rồi chúng ta phải biết chăm sóc khách hàng, tiếp theo là chúng ta phải biết chăm sóc khách hàng, họ chưa mua chúng ta cũng phải chăm sóc, thì một lần ngày đó họ thăng thì mua, họ mua rồi chúng ta chăm sóc để họ mua nữa, mua nữa, mua nữa. Rồi bạn cũng phải biết tạo cho mình một cái chuỗi sản phẩm, bán cho họ được cái A thì chúng ta có cái sản phẩm B thì chúng ta bán cho họ sản phẩm B, lần sau họ mua sản phẩm B tức là chúng ta có cho họ một cái chuỗi sản phẩm thì để họ mua đi mua lại nhiều lần. Chúng ta cũng phải có kỹ năng giao hàng tự chúng ta đi giao, nếu ở gần ở xa thì chúng ta thông qua các cái dịch vụ giao hàng, dịch vụ của bưu điện. Các bạn phải có kỹ năng đóng gói nữa, làm sao cho sản phẩm nó đảm bảo tốt, dịch vụ thu tiền hộ. Ở Sài Gòn này ta có rất là dịch vụ giao hàng, như các bạn có thể dùng Uber, dùng Grab, hoặc các bạn có thể dùng các dịch vụ giao hàng mà các bạn vào các cái group đó, giao hàng online
ở tỉnh cũng cũng vậy. Nói chung cái này là không phải ở Sài Gòn, ở tỉnh chúng ta vẫn cứ làm được, có những bạn họ về tỉnh và họ làm rất là tốt à. Nên mình tin qua cái đoạn video này thì các bạn sẽ hình dung hơn cái cách làm à. Nói chung là chúng ta phải hành động, ngồi mà cứ sợ sệt à, cái gì không biết thì chúng ta đi học, chúng ta đừng có ngồi chúng ta cứ rên rỉ than thở hoài, nó cũng mệt lắm. Làm thôi, không có thu nhập thì chúng ta làm thì chúng ta sẽ học được một cái gì đó à, làm nó không phải bắt đầu từ tiền. Có nhiều bạn cứ ra muốn ra làm thì cứ hỏi tiền đâu, nó không phải là tiền mà nó là cái đầu. Tiền nó có từ cái đầu của chúng ta biết cách suy nghĩ thì tiền nó sẽ về à, chúng ta bắt đầu nếu chúng ta biết cách thì chúng ta cũng không phải cần có nhiều tiền. Kể cả web trên mạng nó có những cái trang web rất là miễn phí, chúng ta vẫn làm web hoàn toàn miễn phí à. Vậy thì mình chia sẻ cả ngàn đoạn video lần các bạn à, nên là các bạn bây giờ mình mới tới 160 mấy đoạn à, chưa được 170 nữa, nên là các bạn cứ đăng ký. Các bạn vào YouTube của mình đó, các bạn thấy có nút đăng ký, các bạn bấm vào nút đăng ký để các bạn follow. Rồi mình có liên tục những đoạn video khác mình chia sẻ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, rất vui làm quen với các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại các bạn ở đoạn video khác.